Xin chào mọi người đã đến với kênh PNDC, kênh giải trí về game Liên Quân với những kèo 5v5 đỉnh cao, 1v1 cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Ngoài ra cuối clip sẽ là event khá là vui. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người cùng theo dõi. Dựa qua về các kèo đấu trong trận đấu này thì kèo SP sẽ là kèo đối đầu giữa Lumbo và Toro. Kèo AD sẽ là kèo đối đầu giữa Slim và Lilith. Kèo mid sẽ là kèo đối đầu giữa Liana và Tulen. Kèo đường top sẽ là kèo đối đầu giữa Zuka và Yena. Và kèo đường rừng sẽ là kèo đối đầu mình cầm pen đối đầu với cả Aoi. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người theo dõi. Sau đây là một tình huống di chuyển nên bắt vào vị trí của Tulen. Nhưng mà nhận thấy Tulen còn đang khá là thấp máu nhưng mà vẫn đứng ở khu vực này. Thì mình có một pha lao lên combo ở vị trí của Tulen. Nhưng mà không ngờ là tem bạn có Nimit cũng như là Toro từ trong bụi lao ra và tiễn mình lên bảng điểm số. Một pha thả tính khá là hay đến từ tem bạn. Tiếp theo đó thì mình có di chuyển lên và KS được vào mạng của Toro cũng như là Nimit tem bạn. Hai thanh niên này đang khá là hổ báo, một pha gọi là hổ báo đi vào lòng đất. Sau đó thì mình di chuyển lên đường top khi mà nhận thấy là Zuka cũng như là Jenna tem bạn đang vả nhau tới tập ở khu vực này thì mình có lên KS được vào mạng của Jenna. Sau đó mình lùi về đứng mid thì bay vào trực tiếp hạ gục vào vị trí của Nimit tem bạn khi mà tem bạn đang cố ép trụ đường mid với ba thành viên là Toro cũng như là Tulen. Hai thanh niên này còn khá là thấp máu nhưng mà vẫn đang chạy cuối ở khu vực này để ao nhây. Tem bạn thì cũng đang kéo khá là nhiều thành viên ở đây. Aoi tem bạn cũng đang quăng đu liếc các kiểu, khả năng là sẽ tìm bắt vào vị trí của Slim nhưng mà Slim tem ta đang khá là tỉnh táo. Sau đó mình có một pha gọi là ulti bay lên chặn đầu và tiễn Tulen lên bảng điểm số. Thanh niên này định ao nhây nhưng mà hơi đen. Vẫn tiếp tục là một pha di chuyển ra đường mid để thủ nhà. Jenna tem bạn đang cố gắng lấy trụ đầu đường top nhưng mà hơi đen, là chưa kịp đấy thì đã bị mình cho phải lên bảng điểm số. Sau đó thì mình có đuổi vào vị trí Tulen nhưng mà Tulen khá là cơ động nên đã lùi về được. Vẫn là những tình huống là di chuyển lên đường mid ganh vào vị trí của tem bạn. Tem bạn đang khá là chầy cối và cũng cố gắng muốn lấy cái trụ đầu tiên của đường mid. Sau khi mình hạ gục được vào Jenna cũng như là Tulen thì mình xuống hỗ trợ Lumbo bắt vào vị trí của Toro khi mà Toro còn đang khá là thấp máu. Aoi cũng đang quẩy khá là nhiệt ở khu vực này. Ninit tem bạn vừa có một pha nào xuống để combo vị trí của mình nhưng mà hơi đen là đã bị mình phản đam và cho lên bảng điểm số. Một pha quarter kill dành cho Pain. Tiếp theo đó là một tình huống gọi là lúc bụi đến từ tem ta với mình cùng Zuka và Lumbo. Lumbo vừa có một pha gọi là ra thả tính khá là tốt, khiến ba thành viên tem bạn ra dồn đam vào Lumbo và mình và Zuka chỉ có việc lao ra gọi là combo tiễn ba thành viên tem bạn lên bảng điểm số. Toro, Jenna cũng như là Aoi, pha gọi là đánh tanh đi vào lòng đất đến từ tem bạn. Sau đó ở khu vực đường rồng thì nhận thấy là Nimit cũng như là Tulen đang lên farm lính khá là cao thì mình có một pha gọi là lao lên để combo hạ gục vào vị trí của Tulen nhưng mà Nimit tem bạn cũng như là trụ bắn khá là đau nên là mình đã phải lên bảng điểm số. Jenna tem bạn cũng đang quẩy khá là gắt ở khu vực này, đã tiễn Slim lên bảng điểm số. Zuka thì cũng tiễn Jenna tem bạn lên bảng điểm số và đã lùi về. Sau đó là một tình huống gọi là lên ép trụ của đường mid tem bạn. Em mình với bốn thành viên thì đang khá là hổ báo. Jenna tem bạn vừa phải lên bảng điểm số và trong khi đó Aoi thì vẫn đang ở trên bảng điểm số thì tem mình đang cố gắng ép lấy cái trụ ở siêu cấp đầu tiên ở đường mid. Toro tem bạn vừa có một pha gọi là ulti nào ra để combo các kiểu, mình vừa có một pha gọi là bay ra để hạ gục vào vị trí của Toro khi mà Toro còn khá là thấp máu. Lumbo vừa có một pha gọi là long trời lở đất khá là hay. Sau khi mình bị trúng con lôi điệu thì mình đã phải lùi về với lượng máu khá là thấp. Tiếp theo đó thì khi mình cùng Zuka ở khu vực đứng mid thì Aoi tem bạn vừa có một pha gọi là bắt vào vị trí của Zuka nhưng hơi đen đã bị Zuka phản đam và cho phải lên bảng điểm số ngay lập tức. Thành niên gọi là hơi bị là ngáo ngơ. Sau đó mình cùng Slim di chuyển ra ăn con Seja này. Tem bạn cũng đang tổ chức khá là đông thành viên ở đây. Lindit vừa có một pha gọi là tiễn Lumbo lên bảng điểm số. Tiếp theo thì Slim hạ gục được vào con Seja nhưng mà mình sau khi dính khá là nhiều CC cũng đã phải lên bảng điểm số nhưng mà tem bạn dồn khá là đau. Zuka vừa có một pha xử lý khá là hay khi mà bắt được vào Nimit tem bạn, chứ không thì khả năng là trận game này sẽ toang ở đây. Liliana đang ở một mình chống lại ba thành viên tem bạn, đó là Toro, Tulen và cũng như là Jenna, khả năng là sẽ thủ được sau tình huống này thôi. Tiếp theo khi mà nhận thấy là khu vực kinh công thì con kinh công bạo chúa sắp ra thì tem ta có tổ chức ra để quản map ở khu vực này. Tem bạn cũng đang khá là đông ở khu vực này định ăn con kinh công.
Sau khi mình thấy AD Linnit độ sai thì mình có bay trực tiếp vào vị trí của Linnit và tiễn Linnit lên bảng điểm số. Sau đó mình đang có quay cùng Toro và Jenna. Hai thanh niên này đang khá là chảy cối, cay cú mình cũng như là muốn dồn đam để hạ gục vào vị trí của mình. Sau khi mình ao nhây được Jenna thì cũng đã bị sát thương của Toro phải nằm xuống. Em bạn vừa bị một pha quét sạch sau tình huống vừa rồi và trận đấu là khả năng là sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ. Cuối clip sẽ là kết quả event của ngày hôm qua. Mời mọi người theo dõi. Kết quả event đã có. Bạn nào dự đoán đúng hay liên hệ mình qua số Zalo hoặc Facebook mình để dưới phần mô tả để nhận thưởng. Mời mọi người tiếp tục tham gia dự đoán kết quả.